Rồi làm mình lốt phần viết nhá, lớp phần viết này, phần viết phần nghe rồi sang được cái gì mới thì sang này. Chúng ta có chúc cu ha tà, có nghĩa là chúng ta đang nó đang yêu cầu xem là những cái danh từ này đúng không, đi với những động từ gì. Ví dụ chúc chúc cu thì nó đi với chúc cu ha tà đúng không. Rồi tương tự lượng nào, lượng quê quê xích thì sẽ đi với động từ gì, quê xích gì. Đây là sao bao nhiêu? Sang 146 à, 146 hay 145, 145 sang 145. 145 ạ. Quê xích ha tà. Về xích ha tà này trong cần màn nhỏ. Về xích ha tà này tiếp từng san gì đấy. Tùng san ha tà. Cũng đi về ha tà. Thế ni sư Thế sư ha tà. không, thế ni sư không đi về ha tà nhá. Thế ni sư rư chi tà, một từ chi tà, chi tà những cái môn thể thao gì mà dùng tay để đập với đánh các thứ đấy. À, đánh là chi tà. Mình dùng một chi tà nhá. Rồi tiếp dòng hoa, Dòng hoa bô tà. dòng hoa rứ bô tà. Bô Rồi tà. rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến bạn Khánh Linh nào. Hãy nối các câu sau cho phù hợp để thể hiện khi nào làm gì nào. Đây. Câu A nào, tự nối tự hoàn thành câu có thể luôn, đọc lên để sẽ chép cho. À, câu A. Câu A trước. Câu A nối với một. Câu thứ một là đọc cả câu lên hoàn thành câu luôn. Palme dòng hoa rin bo bo dòng hoa rin bo ta. Chúng ta phải chia chia đôi câu quá khứ đúng không? Chúng ta học cấu trúc quá khứ rồi thành phố ác sư mì tà nhé. Bằng hoa sinh người ta. Phà mê yong hoa rư phà sư mì tà, có nghĩa là tôi đã xem phim vào ban đêm đúng không? Tiếp câu B. Câu B là với bốn nặng. Là em đọc cả câu lên nào. Thầy là Achime tennis thì os os Cùng đôi công sumita cho thầy nhé, tại cả mẫu của nó là sumita thì dùng sumita. ở Tiếp câu là D. cô đen với năm Vì chỉ nan là chỉ năng chu e chỉ năng chu e su su ping su ping hết sức người ta. tôi cũng hết sức người ta. Tiếp cô em. Cô e với ba uốn uốn rô yêu e hắc kêu e cả cả sức người ta. Xin người ta cô ép. Câu F với cả hai là a ca trong sinh mệnh mặc mặc đó Có sinh ta. xin người ta. Rồi ok đấy, ai chưa làm chép vào nhá. Tiếp theo là dịch các câu sau sang tiếng Hàn cho thầy nào. Câu Diệp, Diệp Chi. Ở trên Ok. Thọ Nên à un un thông Đúng. à un thông hết hết sức mịt à. Hết sức bị tài. Ok. Câu 2, tôi đã đi dạo vào buổi sáng sớm. Sáng sớm là à chim Chín. à chim e cho nên đi dạo là Ăn. san à san chép san chép Hết hết sao vô à hết sao mít à sức người ta.
Cô ba nào. Ngày mai chị đi ăn ở ngoài nhỉ? Orinia. Orinin. Ngày mai mà. Urinin nhá, urinin. À urinin. Urinin. Ngày mai trước. Ê. À đâu? À vâng, à không. Này il, nè. Này il. Ăn ngoài ăn. Ăn ở ngoài là we sick hesmita. No, we sick hesmita. Ok. À đây là ngày mai chúng ta đi ăn ở ngoài nhé chứ. Ở ngoài nhé dùng là hấp xí. Hấp xí tà. Chúng ta dùng cái câu hấp xí tà là câu gì? Câu rủ dê đấy. Câu rủ dê đấy đúng không? Chúng ta học rồi đúng không? Học chưa? Câu đề nghị ấy, đề nghị rủ dê đấy, ai đó làm gì cùng với mình ấy. Học rồi ạ. Học rồi mà nhỉ? Vâng. Đây, đấy, xì tà các thứ này. Tiếp câu 4, chủ nhật tuần chúng ta đi mua sắm nhé. Urinen. Il yo in. À, il yo. Chủ nhật tuần sau trước. Tuần sau là tháng tháng chú tháng chú là tuần sau đúng không? Chủ nhật là gì? Vâng. Đi mua sắm. À, shopping. Shopping. Kasumita. Shopping gì? Hai à hấp xì tà. Shopping hấp xì tà. Rồi, ok. Tiếp theo. Đọc và dịch bài mẫu là cho thầy là quý á. Hai đây. Mi nào, mi đọc được phần mẫu này nào. Mi si. Mi đâu nhỉ? Mi si có quyền này không? Nè. Nào đọc cái phần mẫu này dịch cho thầy nó. Somale tung san un hesunida. Vietnam chin ku hako hesunida. Sanne namu hako seka it opsunida. It opsunida. Sani. À, Sani. Nop. No pat. No, no pat. Sumita. Sumita. Aju. Pikon. Hết Sumita. Aju. Pikon. Hết Sumita là dịch cho thầy. Vào cuối tuần làm sao đấy? Từng xa nên hết Sumita là gì? Đi bộ đường dài. À, vào cuối tuần tôi đã gì đâu? Từng xa là gì? Từng xa là đi leo núi đúng không? Cuối tuần tôi đã đi leo núi này. Tiếp. Tôi đi. À, rồi cùng với ai đây? Hao cô. Bạn, bạn người Việt Nam ạ. À, tôi đã đi cùng với người bạn Việt Nam. Và tiếp, Namu, à, với Sane là gì? Sane ở trên núi, đúng không? Ở trên núi có nhiều cây. À, Namu là cây và xe là? Và chim. À, cây và chim, rồi tiếp. À, Sani, San là gì? Ngọn núi này rất cao. Núi thì đã cao, đúng không? À, à rất là people hết sinh tá. À, đã rất là gì rất là mệt khi con ha ta đã rất là mệt đúng không? Rồi ok, tiếp theo bạn Bình này, bạn Bình điền cái à lấy thông tin ở cái bảng trên này rồi điền xuống cái hội thoại ở dưới đúng không? Là à, Bình điền cho thầy là đọc đến đâu điền đến đấy. Suyui. Suyui. Ohue towan e kasumita. Tiếp. Take manasumita. Manasumita. Rồi tiếp. Simul. Simul. Ingot. Ingot. Sumita.
입니다. 고맙습니다. 컴퓨터실에서 친구를 만났습니다. 아, 친구를 만났습니다. 어, 직접 할 거는 là gì đây? Tôi đã gì đây? Tôi đã đi đến đâu? Tôi không biết đến thư viện vào chiều thứ tư. Thứ tư, rồi tiếp. Là đã gì trước khi mà nát gì ta? Là đã gì đây? À, rất nhiều sách. À, là đã nhiều sách đúng không? Tiếp. Tôi đọc. Tôi đã đọc báo. Ừ. Tôi đã gì? Đọc báo. Ờ, tôi đã đọc báo. Ở, ở phòng máy tính thì tôi đã gặp bạn. Tôi đã gì gặp bạn ở phòng máy tính đúng không? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái bài này nhá, cái bài này, bài viết này. Chúng ta sẽ viết xuống dưới này. À, đi đâu, đi khi nào, đã như thế nào, làm gì, gặp ai, với ai ở đây đúng không? Nhá. Có ai viết rồi thì cứ chụp ảnh gửi lên nhá, tẹo lỡ chữa xong phần nghe thì phải chữa. Còn ai chưa viết, tẹo lỡ cuối giờ lại viết xong rồi thì đi nghỉ nhá. Tập lười nên là phải áp dụng cái biện pháp đấy. Rồi sang phần nghe nào, chúng ta sẽ phần nghe nhá. À. Có ai gửi rồi à? Ừ, ok, đấy, học sinh chăm chỉ, Hà My đã gửi. Đây, sách mấy đây? Sách 56. Chư mẹ, nghe một làm quen. Số 1. Ai thích cái gì? Nghe được. Hãy nối lại cho đúng. 1. Đi anh. Nghe được không? Có thể ạ. Không, sao tớ nghe được nhỉ? Minh는 사과하고 배를 좋아합니다. 라롱해. 2. 민준 씨는 딸기하고 포도를 좋아. 해 được luôn. không nghe được nhỉ? Có lý. Tại vì để loa vậy. Được không? Có nghe được chưa? Có. Rồi, ra nghe nhá. Rồi, nào, lúc lấy để ta đến Thảo nhá. Thảo nghe câu đầu tiên này.
Hãy thử hãy nghe thử em các bạn đấy đang thích gì, hãy nối cho phù hợp này. Thứ sáu, chưa mẹ nghe một làm quen. Số 1, ai thích cái gì? Hãy nối lại cho đúng. 1. Miên 씨는 사과하고 배를 좋아합니다. 민 씨는 네. 저는 배하고 사과를 좋아해요. 리엔 씨 배하고 사과를 과일 좋아해요. 배 táo. táo. Vậy ta nối sang được câu B. B và C. Hai. 민준 씨는 딸기하고 포도를 좋아합니다. là gì? Bạn Minh Chun thích Thích gì? Tal kỳ hào cô cho quả nho và à, dâu thích tây. nho và dâu tây, à, thích dâu tây và nho đúng không? Rồi, ok. Đấy đó. Tiếp theo, nghe và chọn bức tranh đúng. À, Linh, Khánh Linh là nghe và chọn bức tranh đúng. Cái gì? Ý là sao? Em vừa à? Rồi, ok. Nào, Linh nhá, Linh nghe này, nghe và chọn bức anh tranh đúng như thầy. Số 2, Tỉ nê nghe chứ. và chọn bức tranh đúng. 1. 남씨는 지난 주말에 친구하고 영화를 봤어요. Nghe gì đấy? Nam đi xem phim. À, rồi xem phim vào tuần chỉ năn chủ mà đây vào cuối tuần trước đúng không? Vậy chọn cô mấy? À, hai. Chọn được cô A nhé. Ở cô hai này. Phương 씨는 지난 주말에 공원에서 운동했어요. À làm sao? Na làm sao? À, đi Tuần tập tập thể dục. ở cuối tuần trước đã đi tập thể dục ở đâu cũng có đề do À, gặp công công viên. câu Cô A. qua tiếp đúng không? Tiếp này. 바 화씨는 지난 주말에 가족하고 한국 식당에서 외식했어요. Làm sao đây, hoa đã làm sao? Chỉ năn chủ mà đấy à, chủ mà đấy thì khá chốc thảo cố à, ăn lúc chiếc tăng nghỉ thó vì xích hết rồi đó là gì Làm ăn à, ăn cơm ngoài ăn cơm ăn ngoài cơm ngoài Hàn Quốc cùng với cùng với với bố mẹ khá chốc là gia đình đúng không? Cô gia đình vẫn qua tiếp à? ba Cô ai hết à? hai Rồi đó, khá đẹp đó. Tiếp theo Diệp Si em nè nếu đúng thì ô sai thì ích này luyện nghe số 1. Hãy nghe hội thoại, nếu đúng nội dung thì đánh dấu ô, nếu sai nội dung đánh dấu x gì. 1. 민준 씨는 무슨 운동을 좋아해요? anh ta Minh Chun làm sao một sinh đừng tông lên cho ai hiểu Mình chung gì? Thích gì ạ? À, rồi thích môn thể thao gì đúng không? 축구를 좋아해요.축구를 좋아해요 là thích gì? Là thích bóng chày ạ?축구 mà. Bóng đá. Thích bóng đá nhưng mà cái câu hỏi của nó là gì? Thích bóng. Bóng rổ ạ? Bóng rổ, vậy câu này là Là sai. hai Sai. okay. Hai. 남씨는 무슨 동물을 좋아해요? 남씨는 무슨 Thích 동물을 좋아해요? 아, 특히 Nam thích gì 무슨 ạ? 동물 mà 동물 là gì? 무슨 Là con동물 động vật 동물 là động động vật. vật ạ? À, thích động vật gì đúng không? Kẻ하고 고양이를 좋아해요. 개하고 고양이를 좋아해요. Là thích mèo. À, thích chó và mèo nhé, kẻ하고. Vâng. Thế vậy cái câu này đúng không? Nam thích chó thì có đúng không? Không ạ, thiếu ạ. Thiếu nhưng vẫn đúng. Vâng. Thì là vẫn đúng là nó thích con chó nhé. Thế. 3. Yuna 씨는 무슨 과일을 좋아해요? À, Yuna Yuna thích hoa quả.씨는 무슨 과일 là thích gì?
cái hoa quả gì đúng không? Có từ mùa xuân đấy. Cái từ mùa xuân là gì đấy? Hoa quả gì? À, mùa xuân rồi cộng với một danh từ là thích cái gì đấy đúng không? 사과하고 딸기를 좋아해요. 사과하고 딸기 딸기를 좋아해요. Là gì? Thích gì? Là thích táo và nho. Ừ, vậy đúng không? Đúng ạ. Ừ, nó thích táo trong này có. 4. Tuấn 씨는 무슨 영화를 좋아해요? Gì đây? Thích xem phim gì? Thích phim gì? 저는 액션 영화하고 공포 영화를 좋아해요. Thích hành động. Và công phu giống hoa là phim. Kinh dị. Công phu giống hoa là kinh dị. Kinh dị ạ. À, vậy có thế là đúng. Sai. À, có lẽ cũng đúng nhá. Đúng ạ. Rồi, ok. Tiếp theo, Lượng Si là bạn Lượng ạ. Hai người này sẽ làm gì? Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi. Nào. Nghe hội thoại dịch từ trọng có đáp án được thầy nhé. Số 2. Hai người này sẽ làm gì? Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi. 1. 내일 공포 영화 봅시다. 내일 공포 영화를 봅시다. 나비. 내일 공포 영화를 봅시다. 내일 làm gì? 아, phim gì? 공포 영화 là phim gì? 공포 영화 là phim kinh dị. Kinh dị rồi. Ngày mai xem đi xem phim kinh dị đi đúng không? 미안해요. 저는 공포 영화를 싫어해요. 미안해요. 저는 공포 영화를 싫어해요. 아, xin lỗi thì 미안해요. 미안해요 là xin lỗi. 미안, xin lỗi. 미안해요. 네. 다음 rồi 저는 thì 공포 영화를 싫어해요. 싫어해요 là gì? 싫어해요 là ghét nhá. 싫어하다 là ghét. À, xin lỗi tôi rất là ghét cái phim gì phim kinh dị. Action 영화를 좋아해요. Action 영화를 좋아해요 là gì? Tôi thích phim hành động. 그래요? 그럼 액션 영화를 봅시다. Vậy thì action 영화를 같이 봅시다. Vậy chúng ta cùng đi xem phim. Cùng đi xem phim kinh dị đi. À, phim hành động đi. Phim hành động. Vậy chọn được cái gì? A hay B? B. À, chọn được B. Tiếp là ra sang cái câu tiếp theo. Câu 2. 2. Yuna 씨, 숙제했습니까? Yuna 씨, 숙제했습니까? 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 Bạn đã gì? 숙제하다. Bạn đã làm bài tập chưa đúng không? 숙제. Bạn đã làm bài tập chưa? 저 아직 안 했습니다. 아니요. 아직 안 했습니다. Cái từ 아직 thì là vẫn, còn chưa đúng không? Thường nó sẽ đi cộng với một cái phủ định đúng không? 아직 안 했습니다 có nghĩa là tôi vẫn chưa. Tôi vẫn chưa làm. 숙제가 어렵습니다. 숙제가 어렵습니다. 숙제가 어렵습니다. Bài tập nó làm sao? 어렵. 어렵다 là gì? Khó. 숙제가 어렵습니다. 숙제가 어렵습니다. 그럼 같이 숙제합시다. 그럼 같이 숙제합시다. Vậy chúng ta cùng đi. Vậy chúng ta cùng làm. 같이 숙제합시다. Vậy cùng làm bài tập nào. Vậy câu 2 chọn mấy? A hay B? A. À, chọn được của A. Rồi, nghe lúc hội thoại bài 3 này. 3. 이번 주 토요일에 시간이 있어요? 이번 토요일에 시간이 있어요? 시간이 있어요? 아, 라디. 시간이 있어요? 라디. 시간 là thời gian, 있어요? 라디. Vậy là đang hỏi là gì? Thứ bảy tuần này bạn có gì? 이번 토요일에 시간이 있어요? À, thứ bảy tuần này bạn có thời gian không? Đúng không? 네, 있어요.
왜요? 어? 아, 사 대. 어. 그럼 백화점에서 쇼핑을 합시다. Vậy thì백화점. 우리가 cùng đi shopping nhé. Vậy cùng đi mua sắm vào trung tâm thương mại đi, đúng không? Phương án B. Ừ, vậy chọn được quán B nha. Ok, tiếp theo. Quá. Mi si, à Mi đâu nhỉ? Mi nghe này hội thoại và trả lời câu hỏi cho thầy này. Vâng. Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi. Minh Jun si, 어제 뭘 했어요? Minh Jun si, 어제 뭘 했어요? À gì? 어제 뭘 했어요? À hôm qua bạn đã gì? À 뭘 했어요? Hôm qua bạn đã làm gì? 어제 뭘 했어요? Lối âm cái chữ R lên chữ E này này mình đọc là 뭘 했어요, đúng không? 뭘 했어요? Kiểu như thế, đúng không? Hôm qua bạn đã làm cái gì, đúng không? 내일이 친구 생일이에요. 그래서 à thì neil thì à thì 친구 생일이에요, đúng không? À ngày mai là à ngày mai nó là cái neil 친구 생일이에요. Neil 친구 생일이에요. Nghĩa là gì? Mi đâu nhỉ? Mi có nghe không được không? Dạ em đây ạ. Ừ, nào trả lời thầy nào. Ngày mai có nghĩa ngày mai là gì đấy? À, ngày mai là ngày sinh nhật của bạn tôi. Rồi. 동생하고 백화점에서 선물을 샀어요. 아, 동생하고 백화점에서 선물을 샀어요. Là gì? Nên tôi đã gì? Tôi đã đi mua món quà ở trung tâm thương cửa hàng Bách Hóa, trung tâm Bách Hóa. Cùng với em, cùng xem hả cô, đúng không? Muốn 선물을 샀어요? 무슨 선물을 샀어요? Bạn mua quà gì vậy? 수영 모자를 샀어요. 수영 모자. Tôi mua một chiếc mũ bơi. 흥 씨, 수영을 좋아해요? 네. 흥 씨, 수영을 좋아해요? Là gì? Phương à? Phương à, cậu có thích bơi không? Rồi. 좋아해요. 그럼 다음 주에 thích... 네, 같이 수영장에 갑시다. 아, vậy à, tôi thích vậy thì 다음 주말에 đi 수영장에 같이 갑시다. Vậy tuần sau chúng ta hãy đi bơi cùng nhau. Rồi. 3. Ừ, vậy đã chọn được cái mấy nào? Minh Jun đã đi đến cái Phantom cùng với ai? Cùng với em trai là B. À, cùng với B. À, Minh Jun đã mua quà gì? Là A, mũ bơi. A, mũ bơi. Hương đã thích môn thể thao gì? Hương thích bơi, chọn C. À, Suyong thích bơi, ok, chả đẹp tờ đó. Rồi, chúng ta sẽ xuống phần nghe. À, thầy sẽ cho nghe trước một lượt này, nghe kỹ nhé. Nâng cao. Số 1. Nghe và điền vào chỗ trống. 1. 민준 씨, 어제 뭘 했어요? 내일이 친구 생일이에요. 그래서 동생하고 백화점에서 선물을 샀어요. 무슨 선물을 샀어요? 수영 모자를 샀어요. 수영 씨, 수영을 좋아해요? 네, 좋아해요. 그럼 다음 주에 같이 수영장에 갑시다. 하이. 안녕하세요. 어느 나라에서 왔어요? 베트남에서 왔어요. 한국 음식을 좋아해요? 네, 좋아해요.
무슨 음식을 좋아해요? 불고기하고 비빔밥을 좋아해요. 그럼 점심에 불고기를 먹읍시다. 자. 나 아니요. 비 남 nào? Nam nghe lại cho thầy câu 1 của Điền nhé. 남 đâu nhỉ? 네, 좋아해요. 남 씨, 거기 있어요? 네. 너 nghe thầy nhé. Nghe lại rồi Điền vào chỗ trống này. Nâng cao. Số 1. Nghe và Điền vào chỗ trống. 1. 민준 씨, 어제 뭘 했어요? 어디 đấy? 어제 gì? 뭘? 어제 à muốn hết tayo hết tayo nghe nào hết tayo tiếp này 내일이 친구 생일이에요. 내일이 친구 생일이에요. 내 mai là sinh nhật bạn. 그래서 동생하고 백화점에서 선물을 샀어요. 이래 동생하고 아 동생하고 동생하고 à, là cùng với bạn đúng không? Đã đi mua quà ở trung tâm thương mại cùng với bạn này. Tiếp. 무슨 선물을 샀어요? 무슨 선물을 샀어요? 어디? 무슨 선물을 샀어요? À đấy, nghĩa là gì đấy? Bạn đã mua món quà. À, mua quà gì? Cái từ 무슨 là cái gì đúng không? Bạn muốn mua quà gì? Đó. Tiếp này. 수영 모자를 샀어요. Gì đấy? Mua gì? 수영. 수영. 모. 모. 무슨? 무슨 나? 아, 모자. 모자. 모자를 샀어요. 그러니까 tôi đã mua một cái mũ bơi, 수영 모자. 아. 흥 씨, 수영을 좋아해요? 아, 흥, có gì đấy? Bạn có thích bơi? Thích bơi không? Bơi không? 네, 좋아해요. Tôi. Vâng, tôi rất thích. Tôi thích. 그럼 다음 주에 같이 수영장에 갑시다. Vậy thì. 아. 씨, 왜? 씨. 수 영수에 갑시다 nhé. À, vậy thì tuần sau chúng ta cùng đi bơi đi. 그럼 tiếp là các bạn Bình là Bình nghe đợt 2 thầy nhé. 어, 나 nghe đọc 2 này. 하이. 안녕하세요. 어느 나라에서 왔어요? 응, 어디 날? 안녕하세요. 오늘은 어느 나라에서 왔어요? Câu này có nghĩa là gì? Xin chào, bạn đến từ nước nào? Onu là nào? Nara là nước, Eso là từ, đúng không? Watsayo là đã đến, đúng không? Bạn đã đến từ nước nào vậy, đúng không? Vietnam에서 왔어요. Vietnam에서 왔어요. À, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đến từ Việt Nam. 한국 음식을 좋아해요? 이래? 한국 한국 한국
한국을 좋아해요. 아, 한국 음식을 한국 음식을 좋아해요. Là gì? Bạn có thích gì đấy? À, bạn có thích món ăn của Hàn Quốc không, đúng không? Đế, 좋아해요. Ừ. Vâng, tôi thích. Vâng, tôi thích. Mùa xuân ấm xích ơi, 좋아해요. À, gì đấy? À, mùa xuân ấm xích. À, bạn thích món ăn nào? À, bạn thích món ăn nào? Bulgogi 하고 비빔밥을 좋아해요. 불고기 하고 비빔밥을 좋아해요. Tôi thích cơm và món thịt bò xào. Bulgogi và bibimbap. Và cơm. Cơm trộn. Vậy thì làm sao đây? 불고기를 먹읍시다. Vậy thì làm sao đây? 점심에 점심에 불고기 Vậy thì buổi trưa chúng ta ăn gì đây? Ăn món thịt bò xào đi, đúng không? 불고기를 먹읍시다. Rồi, ok, 잘했어. Tiếp theo, 불고기야. Thảo Si, mà Thảo nghe đặt cuối cũng hơi khó này nghe. Nè. 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 Đang chạy. 잠깐만 기다리세요. Số 2. Nghe hội thoại giữa hai người và chọn câu trả lời phù hợp. Nam 씨, 지난 주말에 무엇을 했어요? 지난 주말에 무엇을 했어요? 지난 주. 지난 주말에. 전 주요? 아, 전 trước bạn đã gì muốn? Bạn đã làm gì? À, bạn đã làm gì tuần trước? 친구하고 같이 영화를 봤어요. 친구하고 영화를 봤어요. 나지 đây. 친구하고 bạn xem bạn đi xem phim cùng với bạn. Đã đi xem phim cùng với bạn. 저는 농구를 했어요. Tôi thì 저는 농구를 했어요. Tôi thì đã gì? Tôi đã chơi bóng rổ. Tôi đã chơi bóng rổ. 한국 사람은 무슨 운동을 좋아해요? 한국 사람은 무슨 운동을 좋아해요? Người Hàn Quốc thì thích môn thể thao nào? 축구를 좋아해요. 그리고 축구를 좋아해요. Tôi thích là thích là bóng đá. Và 그리고 야구하고 농구도 좋아해요. 야구하고 농구도 좋아해요. Tôi thích cả bóng 야구 là bóng. Bóng chày. 야구. 야구 là bóng. Bóng rổ ạ. Tôi thích cả bóng chày cùng rổ. 사람은 무슨 운동을 좋아해요? Việt Nam 사람은 무슨 운동을 좋아해요? Còn người Việt Nam thì người Việt Nam thì thích môn thể thao nào? 농구를 좋아해요. 농구를 좋아해요. Cũng thích bóng rổ ạ. Bóng rổ. 농구를 잘해요. À tôi cũng gì 농구 잘해요. Tôi cũng chơi bóng rổ giỏi. Bóng rổ. Vâng. 그래요? 그럼 이번 주말에 같이 농구합시다. Vậy thì 지난 주말에 à 지난 주말에 이번 주 à 이번 주말에 농구를 같이 합시다. Vậy thì cuối tuần này chúng ta bóng đi đúng không? À vậy thì 네, 좋아요. Được. Vậy thì hai người này sẽ làm cái gì vào cuối tuần này? Chơi bóng rổ ạ. Chơi bóng rổ. Nông cụ. Đúng cái đúng này. Minh Chun thì đã xem phim vào cuối tuần, đúng không? Cuối tuần trước. Đúng ạ. Minh Chun. Nam chơi mà. Nam xem phim mà. Nam xem phim vào cuối tuần, còn Minh Chun thì chơi bóng rổ. Thì câu 2 này, Nam chơi bóng rổ vào cuối tuần trước. Sai hai cái A, B phải thế gì? Thì thay đổi cho nhau. Còn số C là gì? Người Hàn Quốc thích bóng đá, có đúng không? Cái này mới đúng. Đúng ạ. Và thích là bóng Hàn đá. Quốc. Thì bao gồm cả bóng. Thích cả bóng đá, bóng rổ, mấy bóng chày. Ta như thử luôn. Rồi, wow. Đấy. Vậy là chúng ta hết được bài số 6. Xem ai có bài 1 này, 2 này, 3 này. Mới được 3 người. Để sửa qua xong sang bài mới.
gì đây? 지난 일요일에 식당에 갔습니다. Có nghĩa là chủ nhật tuần trước tôi đã đi đến nhà ăn 음식이 많았어요. Rất nhiều đồ ăn và 음식이 먹었어요. Tôi đã ăn đồ ăn cái này của mi đúng không? Cái 음식 này phải dùng 은 nhé, không dùng ik nhé. Ik đây đằng sau nó phải là một cái gì tính từ đúng không? Tính từ như là tính từ nhiều là chẳng hạn này. Nên đây là động từ ăn thì chúng ta sẽ hoặc là đây là hay là 먹었어요 đấy. Hay là đồ ăn ngon. Mi đâu? Đây là ăn đồ ăn hay là đồ ăn ngon? Ăn đồ ăn đấy ạ. Thế thì phải bỏ thay cái y để bằng chữ ưng nhá. À, đây là làm vai trò là tân ngữ là tôi ăn đồ ăn nhá. Để dùng mọc ưng dích. Xích tăng thì sao? Chính cô đưa mạng nát sở. Rồi ok, trả lời sở. Tiếp theo là của ai đây? Bình si. Chê mộc nhu y lìn gì ta? Hôm qua là thứ năm và 3 giờ chiều, 3 rưỡi chiều tôi đã đi đến quán cà phê. Cà thay chạt đây tôi đã ngủ à? Tôi đã ngủ ở quán cà phê. Đấy là cà. À, cà rồi, ca nhá. Tôi đã đi đến quán cà phê. Quán cà phê đó thì nhiều người, à cái nhiều này nó đóng vai trò là tính từ thì em phải dùng saram y cho thầy nhé. Sarami manasmita. Nếu mà động từ có động từ hành động ấy, thì chúng ta mới dùng là ân nhé. Tôi gặp bạn đúng không? Rồi tôi đã gì computer mogosmita và đã học ok charesmita. Tiếp theo Khánh Linh này. Khánh Linh đã chạy rồi nhanh thế. Vừa đấy xong đã thấy Thảo này. Bác Sumi nên khá chốc qua khá chi xích tăng ấy khá xích mì ta. Thảo cả câu này sai rồi này. Bác Sumi là tên riêng đúng không? Còn cái khá chốc này chúng ta không có dâu nhé, bỏ dâu cho thầy này. Thảo đâu? Sau rồi qua khá chi xích tăng có chữ ca tà nhưng chúng ta sẽ phải dùng với e nhé. Vậy là xích tăng e không dùng ân nhé. Tại vì chúng ta đối với những động từ chuyển động là đi đến đâu đấy, đi về đâu đấy, nó sẽ dùng là danh từ e cộng với ca tà đúng không? Thì trong trường hợp này vâng. Ân này bằng e nhé. À, chỉ nan, chỉ nan chứ không phải chỉ nai nhé. Cái chữ chữ r này phải biến thành chữ n nhé. Chỉ nan chu má chu ma illuin sao lại tắt thứ bảy cuối tuần trước, chủ nhật cuối tuần trước em chỉ cần ghi là chủ nhật tuần trước, bỏ cái từ mai đi. Chỉ nan chu illuin đây, chủ ma đây là cuối tuần đúng không? Bỏ từ mai đi và sửa từ nhìn là được. Mà tôi đã đi vào chủ nhật tuần trước đúng không? Hàn Quốc ứng dịch khi mà có sởi, tôi đã ăn món ăn Hàn Quốc. Thì cái động từ đây là động từ ăn, thì ở đây tiểu từ phải là ân dân nhá, tại vì nó là tiểu từ của tân ngữ đúng không? Nó có hành động là hành động ăn nhá, nó phải dùng ân dân đúng không? Sau đó xích tang thì sau sân sinh nhìn mới mà nó mì tà, tôi đã gặp giáo viên ở nhà ăn đó rồi. Ok, trả lời sởi. Còn ai nữa đây? Bạn được, đừng biết dài thế. Chị Nan nhìn nhớ in Bác Suvin si, Bác Suvin, 가족 하고 같이 식당 em. À, đi ăn chúng ta sẽ không, bây giờ nó chưa dùng cấu trúc là đi ăn, mình sẽ biến thành cái là ở 식당 에 서 먹었습니다 hoặc là 식당 에 갔습니다 nhé. Bạn là Lượng là bỏ cái từ 먹은 cho thầy đi nhé. Chúng ta nhớ đi ăn nó sẽ không dùng này nhé. Sau này chúng ta sẽ học cái cấu trúc mà đi để làm gì sẽ khác nhé. Bây giờ tạm thời chưa học thì bỏ từ 먹은 này cho thầy. Ở đây là động từ là nhiều, đã rất nhiều đồ ăn, thì chúng ta chỉ nó chỉ là cái động từ màn thà, nó không phải là động từ mà là tính từ thể hiện tính chất là số lượng nhiều đúng không? Nên chúng ta dùng là ứng dịch y nhé. Khi mà chúng ta có hành động thì chúng ta mới dùng ân dân nhé. Còn đây là tính từ không có hành động thì dùng ứng dịch y cho thầy, sửa ân thành y. Kimbap hào cố bì kimbap hestimita. Tôi đã làm kimbap và bì kimbap bulgogi hào cố quả yếu hestimita. Tôi ha tà đây là thể hiện nghĩa là gì? Cái ha tà đây nó cũng rất là nhiều nghĩa nhé. Nó chỉ là làm thôi, từ làm nói chung mang giống như từ do trong tiếng Anh ấy. Thì xong chỗ này em đang dùng nghĩa là gì? Là ăn à? Ở đây nó có cái nhiều món nhỉ? Có nhiều món như vâng. Là món này món kia đúng không? Vâng. Thế thì em chỉ dùng là bibimbap y itsumita là từ có, em dùng từ có và là được đúng không? Kimbap hago bibimbap y
있습니다. Chúng ta có à, chúng ta cấu trúc là danh từ 이가 있습니다 là có cái gì đấy. Đúng không? Chứ chúng ta bỏ cái 했습니다 đấy đi nhá. Thay bằng 비빔밥 이 있습니다. 과일이 있습니다. Đấy, chúng ta sẽ dùng như thế nhá. Sau gì đây? 부모님하고 동생하고 여동생 기분이 좋았습니다. Tâm trạng của bố, của em gái thì rất là vui à? Tức là đi cùng những người đấy á. Vì đi cùng nên đã rất là vui đúng không? Vâng. Tại mình chưa học cấu trúc vì cho nên là chúng ta, thầy đã bảo rồi đừng có sáng tác đúng không? Tại vì là chúng ta chưa có đủ trình để sáng tác. Nếu sáng tác như này thì chắc chắn 100% nó sẽ bị sai đấy nhá. Bỏ mấy cái danh từ đầu đi, để mỗi là khi vui cho asimita là được nhá. Đã tâm trạng đã rất là vui này, chúng ta chưa học nên là để như thế thôi. Thì đây, inyo ue chang e gatsumida, yongwa ga manasumida, gumbu yongwa reul basumida, gukjange so chinggureul manasumida, jalhaesumida. Tốt, ok. Còn ai nữa thì trả lời lốt đi nhá. Nguyệt chưa này, Diệp chưa này, Nam Duy chưa này. Vừa nhắc đến ai cái chạy nổi còn bạn gì nhỉ? Monkey là cái bạn gì? Lợi. Răng lợi lợi chưa thấy vào. Rồi chúng ta sang bài 7 nhé. Đi đọc từ mới bài 7 này. Người con xa kỳ có nghĩa là mua đồ vật hàng hóa đúng không? Mua đồ vật, mua sắm nhá. Rồi đi đọc từ mới là luyện đọc từ mới nhá, xem nhiều không? Từ mới đợt này cũng khá là khó nhớ đấy, tại vì nó có những cái gì đấy, các biểu hiện liên quan đến mua sắm. Những cái câu này coi như là những cái câu cửa miệng, khi mà liên quan đến mua sắm mình phải thuộc lầu lầu, nói phát bác thì nghĩ phát là phát ra được luôn, kiểu như thế đấy, muốn nói phát là phát được luôn nhá. Là đi luyện tập đọc cái này nhá. Cái này ở cái bảng đầu tiên là danh từ đơn vị đếm. Ngày xưa thầy cho danh từ đơn vị đếm rồi đúng không? Ví dụ 1 gì, 2 gì, 3 gì, 4 gì đấy, chúng ta sẽ chỉ cần thuộc cái danh từ này thôi là chúng ta sẽ nói được nhá. Nào, mình cứ á. Lượng đi, nào bạn lượng đọc cho thầy nào. Nghe. Cái này. Cái là han ke. Không, em chỉ đọc cái hình ảnh bên cạnh thôi. Ke. 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 Miêng. Miêng. Saram. Saram. Mari. 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 Tiếp. Chan. Chan. Te. Te. Rồi. Bong. Biong. Biong. Khơn bi. Khơn đê. Khơ lê. Quân ạ. Quân. Trang ạ. Trang. Rồi tiếp dưới này. Qua in. Quái in, đọc là quái in. Tiếp. Che so. Che so, rồi. Rô su. Rô su. Ốt. Tập số nặng, ột. 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 Bà chi. Bà chi. Chi ma. Chi ma. Cú tu. Cú tu. Mô cha. Mô cha. Khách này, Xuân Lim này, khách. Xuân Lim. Xuân Lim. Chú. Chú In. Chú In, rồi tiếp. Chú In. An Nhưng A Sê Hồ. An Nhưng A Sê Hồ, tiếp. O Sơ U. O Sơ U Sê Hồ. O Sơ U Sê Hồ. O Sơ U Sê Hồ. À, cái từ này nó viết sai này, từ mở mu on này thực ra nó viết thành muôn này nhá, sửa chỗ được này. Muôn à, muôn muôn gì đấy, muôn chắc ưn xéo, ta sẽ đọc lối âm nên cha chư muôn cha, muôn cha chư xéo, muôn cha chư xéo, muôn cha chư xéo. Y ca ớt xéo. Sao yo, y ka isseoyo. Y ka isseoyo. Tiếp. Y ka otte, otteo. À, y ka otteo. Tiếp. Y ko
이가 얼마세요? 아, 얼마예요? 얼마 얼마세요? 예. 만만 원이 아, 만 원이에요. 에요. 아, 만 원이에요. 만 원이에요. 예. 이거 또 두개 주세요. 예. 저기 있어요. 너무 비싸죠. 너무 비싸요. 너무 비싸죠. 예. đọc luôn ở bên dưới đi. Kaka chuseo. Chúng ta sẽ lột. Kaka chuseo. Kaka chuseo. Nói một âm chữ cờ lên. Kaka chuseo. Kaka chuseo. Hoặc là sa. Sa sake he chuseo. Rồi sake chuseo. Tiếp. Yoki isseo. Ừ, yoki isseo. Tiếp bên này thì 8.000 là gì? 8. Pan 8,000 won. 8,000 won. Từ rơm kéo. Từ rin. Từ rin kéo. Rin kéo. Tiếp. Ta ưm e tô ô xeo. Ta mê tô xeo. Lần sau lại đến nhé, đúng không? Vâng. À, Linh nào? Linh lại tiếp nào? Đọc lại lần nữa nào. Kê. À, kê. Nhân. Kê. Miong Saram. Marie Chan Te Pyong Kyole Quan Chan hoặc là Quân 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 Chan Khoa Il Khoa Il Che So Che So Umbio Su nó số ột ột a chi a chi a chi ma chi ma cụ tu 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 cụ tu cụ tu a mo cha mo cha ở mo cha tiếp son nim son nim chú in win anon anon ha haseyo anon haseyo tiếp also also oseyo also oseyo tiếp more cha to seyo more cha to seyo tiếp ika isoyo ika isoyo câu hỏi ố lên thầy một ika isoyo ika isoyo i Ika oteyo. Ika oteyo. Tiếp. Ika Ika ilmaeyo. Ika ilmaeyo. Ika ilmaeyo. Ika ilmaeyo. Man won ieyo. Man won ieyo. Tiếp. Ika Ika tu ke chuseyo. 이거 두 개 주세요. 예. 여기 있어요. 여기 있어요. 나무 비싸요. 나무 비싸요. 예. 가까 주세요. 가까 주세요. 예. 사케해 주세요. 사케해 주세요. 예. 8,000 원에 들 드린게요. 드린게요. 8,000 원에 드릴게요. 띠업. 여기 있어요. 여기 있어요. 띠업. 다음에 또 오세요. 또 다음에 또 오세요. 띠업. 그럼 xuống phần từ mới cuối bài nhé. Cuối bài xem nào. Nghe cũng không nhiều lắm. À, đủ quý á, Diệp Si, là Diệp Kỵ Si, in go bố thế á. Nè,
quả cha sang son son rồi chủ sư chủ sư kiun so chom camera teacher in say in TCOG C TCO2 TCO2 Matu Matu So son chef So son chef Bill Tong Mangko Mangko Supak Supak Moon Ku Chom Moon Ku Chom Chon cha sang ka Chon cha sang ka Rồi tiếp theo một quý á tiếp xếp cô anh xếp cô mi si là mi đọc lần nữa là mi si nghe qua cha sang son chủ sư kiul so chom camera sign t so chu t so chu ma thu so son chep phil thong a ko rồi su bác Mun ku chom rồi chọn cha sang ca chọn cha sang ca rồi ok đó đi vào từ ngữ pháp nhé xem là có cái gì mới mẻ một ân ân hai ba ở ngữ pháp này không có gì cả rất là may nhẹ nhõm rồi 17 rồi đầu tiên nhá mình sẽ có một cái bài cái đầu tiên ở cái ngữ pháp ân ân này thực ra là mình ở trong trường hợp này mình sẽ gì kiểu là mình sẽ nhắc lại thôi nhá thầy sẽ giống nhắc lại thôi nhá thực ra cái ân ân này nó chính là cái gì tiểu từ của chủ ngữ đúng không đợi thầy tí cái này không có gì cả nhắc lại cho biết thôi đúng không ân ân chính là tiểu từ của chủ ngữ trong trường hợp này thì nó có nhấn mạnh một cái khía cạnh rằng là cái ân ân này thì bình thường là dùng để nhấn mạnh chủ ngữ đúng không thì trong trường hợp này nó đang nhấn mạnh là gì đấy dùng để nhấn mạnh và so sánh hai đối tượng với nhau đó dùng để so sánh hai đối tượng với nhau có nghĩa là như nào so sánh thằng A và thằng B thì thằng A nó như này thằng B nó như thế kia đấy kiểu như thế thì nó sẽ mang tính so sánh nhá đi vào lấy ví dụ này sẽ biết ngay này ví dụ một này Duy nè, Duy dịch cho thầy ví dụ này. Quả táo to, quả táo thì to, quả dâu tây thì nhỏ. Đấy, nó đang đi so sánh quả táo to, quả dâu tây nhỏ thì nó chỉ nhấn mạnh cái quả táo với cái dâu tây lên thôi, đúng không? Nào, đầu tiên chúng ta sẽ là quả táo là gì? Sa tròn. Sa qua, đúng không? Sa qua nên thì trong trường hợp này chúng ta có bắt chim, không bắt chim thì cộng với nên, đúng không? Sa qua nên. Đấy, sau rồi to là gì? To. Tiên. Khư tà thì biến thành khâm. Khâm mỉ tà, đúng không? Chấm một cái, đúng không? Sa qua nên khâm mỉ tà. Đấy, nó đang nhấn mạnh quả táo. Còn không bình thường mình dùng là sa qua ca khâm mỉ tà là được, đúng không? Vâng. Trong trường hợp này muốn nhấn mạnh quả táo nên nó dùng ân nên lên, đúng không? Để so sánh với quả dâu tây này. Dâu tây là gì? Ta kì. Ta kì.
Thin. Sau thì nhỏ, nhỏ là gì? À. Chắc. À. Thạc, đọc dấu nặng của thầy. Thạc. Cưng. Chắc, chắc cưng. À, cưng nỉ tà, chưa đôi câu ra. Chắc nỉ tà. Rồi đọc lại cả câu cho thầy. Xa qua nên. Xa, xa qua nên. À, gì nhỉ? À, từ xưng nỉ tà. Khâm nỉ tà, xa qua nên khâm nỉ tà. Sa quan nên khâm mì tà. Tiếp. Tài. Tài. Tài kinh. Tài kinh. Chắc. Chắc sư mì tà. Chắc sư mì tà. Rồi tiếp. À, lưu quý á. Thảo si. Dịch tài câu cái áo này đắt, cái áo kia rẻ. So sánh hai cái, một cái đắt, một cái rẻ. Đúng không? Thì so sánh như nào? Cái áo này đắt, cái áo kia rẻ. Này. Cái áo này thì nói như nào? Y y o o có bắt chim cộng ớt nên y o sơn. À y o sơn đúng không? Đắt là gì? Em chưa biết. Thì vì sa tà thì chia thành vì sắm. Vì sắm ni tà. À, còn cái áo kia là gì? Cứ o sơn. À thò thò ớt. Cho o sơn. Là đó, từ thò sơn. Rẻ là sa tà thì thành biến thành sam sam ni tà sam ni tà đấy. So sánh hai cái áo, cái áo này và áo kia, một cái rẻ, một cái một cái đắt, một cái rẻ. Ok tiếp. Linh Khánh Linh à thì đây linh ê. Linh cao hoa thấp, nói là linh thì cao. Linh xin lên à, linh xin lên cao là em chưa biết cao. Ta có từ khi ca khư tà nhé. Để khâm nhỉ. Khâm nhỉ tà. Ừ, khi ca khư tà. Còn hoa. Hoa xin lên. Cũng là khi ca chạc tà nhé. À, dáng nhỏ khi là dáng vóc đấy. Khi ca là dáng vóc đấy. À, chạc xâm. Chạc xâm nhỉ tà. Khâm nhỉ tà. Đấy, nó so sánh được hai cái đối tượng như thế. Đúng không? Diệp gì? À, món ăn Việt Nam ngon, còn món ăn Hàn Quốc không ngon. Đi bé. À xích. Món ăn Việt Nam về Việt Nam trước, về Việt Nam. À về Việt Nam. Xích. Xích kinh. Kinh rồi, ngon. Ngon là gì ạ? Mà xít, mà xít tà thì mà xít. Mà xít tà, mà xít sơn mì tà. Món Hàn Quốc. À, Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn ừ. Hàn Quốc cơm xích. Ưn. Ưn. À mà ở sân mì tà. À mà top sân mì tà. Chúng ta đọc là top nhé. À, mà ở sân mì tà. Top sân mì tà này. Tại vì chữ tờ lối âm lên, chúng ta chữ tờ đọc thành chữ tờ thành mà top sân mì tà. Ok, tiếp theo nào. À, vận lượng nào. Quyển sách này mỏng, quyển từ điển thì dày. À, quyển sách thì mỏng, từ điển thì dày. Chắc cơn. Từ mỏng là gì? Dài, chúng ta có từ dài tà này. Dài. Gian tà. À, xưng mì tà. Nó còn quyển từ điển là gì? Từ điển là... Sa. Sa cục. Sa tròn. Sa tròn. Sa tròn ưn. Sa tròn ưn. Dày, dày có từ gì? Thú góc tà, thú góc sân sân ni tà. Sân ni tà, đúng không? Mấy cái từ này mình chưa học nên mình cũng hơi bị khó. Rồi, tiếp nào, thưa quý á. Mi. À, mi gì cô này nào? Nè. À. TV. TV nặng. Còn máy tính nghe. À, TV thì nặng, máy tính thì nhẹ. À, nói nào. Television. Ừ, television. Nên, không? Nặng, biết từ nặng không? Nặng là gì? Mù cóp tà, thì mù cóp thì xâm nỉ tà. Xâm nỉ tà, còn máy tính. Con. Con nên, không? Nhẹ. Khá biết tà. Thành khá biết. Xâm nỉ tà. Xin nghỉ ta. Đấy nhá. Đấy, cái cấu trúc này nó chỉ thế thôi, chẳng có gì cả nhá.
chẳng qua là đi ôn lại tí thôi. Rồi, đây sang cái thứ hai. Cái thứ hai này cũng quan trọng hết này, chú ý thầy nhá. Chúng ta sẽ có bất quy tắc của chữ ư nhá, bất quy tắc của chữ ư thì khi kết hợp với đuôi câu aoyo thì khi đó chúng ta lược bỏ chữ ư đi. Đó, khi lược bỏ chữ ư đi thì chúng ta lại có hai trường hợp. Trường hợp một là âm tiết trước của nó có nguyên âm là a hoặc o thì mình kết hợp với ao. Còn trường hợp còn lại chúng ta sẽ kết hợp với o đúng không? Nhá. Aoyo chưa? Đấy, nhớ nhá, khi chữ ư những cái nguyên âm đây chúng ta đi nhìn nó biết ngay nhá. Đây thầy xóa đi, thầy chia nhá. Này cũng dễ, không có gì cả, bất quy tắc thôi, nhìn phát biết luôn. Cũng không có nhiều. Đây nhá, ví dụ như từ nà bư tà chẳng hạn, đúng không? Nà bư tà thì bây giờ nó sẽ chúng ta khi chia nà bờ, đúng không? Thì chúng ta phải bỏ chữ ư đi, đúng không? Thì sau chúng ta xét trường hợp xem nó thuộc trường hợp 1 hay thuộc trường hợp 2. Trường hợp 1 là có nguyên âm a hoặc o, vậy cái câu âm tiết của nó chữ na này này, đúng không? Nó có nguyên âm là a, vậy mình sẽ kết hợp với ayo, vậy cứ bỏ chữ ư đi cộng với chữ a vào đây rồi cho thêm chữ yo là thành napayo, đúng không? Đấy, napayo nhá, chúng ta chia thành như thế. À, tiếp nam này, à duy này, duy chia cái câu tiếp theo thấy hà phư tà thì chia thành gì? Hà chữ ư bỏ đi thì cộng với cái gì, nguyên âm ở trên nó có nguyên âm a này thì thuộc trường hợp một đúng không, vậy ra cộng với ayo, vậy ra chia thành gì? Pa phư ayo, bỏ chữ ư đi rồi còn ư ở đâu? Pa cộng với ayo mà cộng với ayo, bỏ ư cộng với ayo thì chúng ta pa payo đúng không? Pa payo chúng ta đọc là pa payo, cái chữ đầu, chữ ba đầu tiên đọc với huyền như thầy, thà bài ổ, thà bài ổ nhá. Rồi tiếp theo là bình nào, gì đây, dịp phư tà chia thành gì? Thuộc trường hợp mấy? Bỏ ư đi thuộc trường hợp 1, 2. Có nguyên âm A, O không? Không. Vậy thuộc trường hợp 2 đúng không? Vậy chia thành như nào? Bỏ ư đi cộng với gì? Ye bao yo đúng rồi, ye bao yo đúng không, ye bao yo nhá, chia thành như thế. Tiếp thảo si cái khư tà này chia thành gì? Nè khư tà chia thành gì? Khư o yo, khư bỏ chữ âm ư đi mà. Cộng với oyo thì về chữ o về chữ khờ thành kho. Kho yo. Gặp là kho, nhưng kho không khó đâu. Kho yo. Rồi, ok. Tiếp, linh này. Tư tà chia thành gì? Lê. Kho yo. Kho yo, đúng không? Kho yo, ok. Diệp. Apoyo. Apoyo. Lượng. Cục thứ tà chia thành lượng đâu nhỉ? Dạ, cô bò dồ. Cô đâu o đâu, có nguyên âm ô mà thì phải học cộng với gì? Cô dồ. Đâu? Bô cô đâu? Ô là ư thành ô ạ. Bỏ chữ ư đi cộng với gì? Cộng với chữ o dồ ạ. Nó có nguyên âm ô mà thì phải cộng với ayo o yo. Azo à? À vậy thì phải cô pa. Pa zo. Cô pa yo nhá, cô pa yo. Đấy, nó cứ chia như thế là được nhá. Này nó không nhiều đâu, có chỉ một vài từ này thôi, không nhiều lắm. Thế một từ gì nữa? Khi đã, khi đã, khi đã. Ấp khi đã, khi đã, khi đã, khi đã. Là khi đã rồi này. Là khi đã, khi đã, khi đã. Không có nhiều đâu nhá. Rồi tiếp ta sẽ sang một cấu trúc thứ ba, cấu trúc cuối cùng. Cấu trúc này hay nhất. Chúng ta sẽ có cái gì đây? Chúng ta sẽ có một cái cấu trúc là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Đấy, thì nhớ nhé, ngôi thứ nhất và thứ hai suy ra mình có một cấu trúc là động từ cộng với cô xích tà, nghĩa là muốn. Vậy khi mà động từ cộng với cô xích tà thì chỉ dùng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai, đúng không? Còn trường hợp hai này, ngôi thứ ba
thì chúng ta sẽ có po sip po hata. Po sip po hata cũng là muốn nhưng mà nó chỉ dùng cho ngôi thứ ba thôi nhé, nó khác nhau mà nó có đuôi ha o hata ở sau này nhé. Đấy, đây đi dịch thực ra cũng để ở cuối câu là được, cứ để ở cuối câu thôi và chia đuôi câu ra là xong nhé. Không có gì khó cả. Đây. Một đống ví dụ sau mà làm. Rồi, nào, đây. Thầy sẽ có một ví dụ này. Tôi muốn đi du lịch Hàn Quốc, đúng không? Tôi đầu tiên là vẫn là chủ ngữ bình thường tôi. Xong rồi du lịch Hàn Quốc. Hàn Quốc là Hàn. Hàn Quốc. Xong rồi E, đúng không? Du lịch là Gió Hèn, Ân, đúng không? Đi là K. Đấy, giờ bắt đầu kết hợp. Tôi đây là ngôi thứ nhất thì thầy sẽ kết hợp là cô cộng với sĩ tà, đúng không? Cộng với cô sĩ tà. Nhưng cái sĩ tà đây nó vẫn đang là ở dạng nguyên thể, đúng không? Vậy ta phải cộng với gì? Oyo, đấy, kako sĩ oyo hoặc là kako sĩ sĩ mì tà. Tùy nhá, tùy chia đôi câu nào cũng được nhá. Kako sĩ oyo hoặc là kako sĩ sĩ mì tà đều được hết. Cho nên, Hàn Quốc kê yo hẹn ế kako sĩ oyo. Đấy, tôi là muốn đi du lịch Hàn Quốc nhá. Tiếp theo, một câu nhá. Mi à mi nào nè. Bạn muốn ăn món ăn Việt Nam không? Càng xin nên càng xin nên Việt Nam Việt Nam xích cưng một cô ship xin đi cá mặc xin đi cá là câu hỏi thì mẹ chưa đưa câu hỏi đúng không? Đấy, bạn có muốn ăn món ăn Việt Nam không? Ok, thật rồi đó. Tiếp theo duy si à, Duy muốn đến thư viện vào buổi sáng thì nói nào? Nè, à, Duy xin nên. Duy xin nên. Muốn đến thư viện vào buổi sáng thì buổi sáng trước. À, buổi sáng là gì? Su óc. Đâu, buổi sáng là à chim nhé. À chim à? À, vào buổi sáng thì nó sẽ tự từ gì? À chim gì? À chim. À, vào buổi sáng cái tiểu từ của chủ tiểu từ của danh từ chỉ thời gian là gì? Ê. Rồi. À chim mé. Sau rồi đến thư viện là gì? Tù so quan. Rồi tù so quan. À, đến thư viện thì chỉ là địa điểm đến thì phải cộng với gì tiểu từ gì nữa? Từ từ gì? Từ gì nhỉ? Đi đến đâu đấy thì cũng vẫn cộng với e tiếp nhá. E à? E vừa là danh từ chỉ vừa là tiểu từ của địa điểm đến này, vừa là tiểu từ của thời gian nhá. Mà. Tiếp. Đến đi đến đi là gì? Ca. Ca ca tà. Ca tà rồi cộng với cấu trúc muốn là gì? Thầy cho em xem lại cấu trúc với. Đấy. Ngôi thứ nhất hay ngôi thứ hai hay ngôi thứ ba? Ngôi thứ nhất ạ. À, đâu, chủ ngữ đây là Duy mà. Vâng. Duy muốn đến thư viện vào buổi sáng. Có nghĩa là thầy đang nói chuyện với một bạn khác nữa và nói rằng à bạn Duy ấy, bạn ấy muốn chuyện buổi sáng đấy. Thì đến ngôi... thầy đã nhắc đến bạn Duy là người thứ ba đúng không? Vậy phải là ngôi thứ ba. Cộng với gì? Em chưa xem kỹ. Cô gì? Gì đây? Cú ship. Cú ship. O. Cú ship o ha ta. Ha ta để chia thành he. He yo. Heo. Là ham mi ta cũng được nhá. Rồi tiếp nào. Bình. Tôi muốn mua cái cặp ở chợ. Tôi muốn mua cái cặp ở chợ. Ở chợ trước. Tôi muốn mua cái cặp ở chợ thì ở chợ cặp mua muốn đúng không? Đâu bình đâu rồi? Si chang. Ở si chang ở là kiểu từ gì? Ê. Ê à? Có hành động. Có hành động mua đấy thì chúng ta phải làm gì? Ê gì? Thế sao? Thế sao? Nhưng tiếp cái cặp là gì? Cà băng.
Khả băng, cho tiểu từ cũng được. Khả băng ơi. Rồi, động từ. Sa cô. Cố. Ship. Ship. Tôi là ngôi từ mấy? Ship. Ship. Soyo. Ship. Soyo là ngôi thứ nhất đúng không? Ngôi thứ nhất. A cô ship. Soyo là được nhé. Tiếp là Thảo. À, Thảo muốn tập thể dục ở công viên vào buổi chiều. Nè. Thảo xin. Thảo xin. Ồ. Cầu nguồn ấy cho. Nói đến cái gì là phải xem xét là có tiểu từ không đã nhé. À, buổi chiều, vào buổi chiều thì nó chúng ta có tiểu từ gì? Ồ, ê. Thì rồi tiếp, sau ở công viên. Không, không nguồn ấy sao? Tập thể dục. Ún tông. Ún tông. Cùng đuôi câu nào? Hà cô, xếp bò yô. Eo nhé. Tại vì là Thảo cũng là ngôi thứ ba nhé. Ngôi thứ ba, vâng. Tiếp, Khánh Linh. Linh muốn mua Linh muốn đọc tiểu thuyết ở nhà vào buổi tối. Linh xin lên. Linh xin lên. Muốn đọc tiểu thuyết ở nhà vào buổi tối. Ngược lại vào buổi trước. Linh xin lên. Cho nhóc. Ê. Ê, rồi tiếp. Chịp ế so. Chịp ế so. Sách tiểu thuyết. Sách tiểu thuyết là gì ạ? Sô sơn chết. Sô sơn chết. Rưng. Rưng. Sô sơn chết. Rưng. Đọc. Yên. 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 Yên cô. Xếp. Heo. Linh là ngôi thứ ba đúng không? Yên cụ có heo. Tiếp nào, Diệp. Nè. Tôi muốn uống nước ngọt vào buổi sáng. Chào lên. À, chim ê. Nước ngọt là gì ạ? Lô su. Yusu run. Mà si ko sip oyo. Rồi mà si ko sip oyo. Rồi tiếp theo lượng si. Tôi muốn nấu cơm ở nhà cùng với gia đình vào buổi tối. Cho lên. Cho nhóc. Cho nhóc. Ê, cho nhóc ê. Cùng với gia đình là nào? Gia đình nào? Khá. Cả thi. Khá chốc. Cũng là cùng chốc. Khá chốc. Khá chốc. Chúng ta có cô cả chi hoặc qua cả chi đấy. Nhớ cái đấy nhá. Học hai lần rồi. Khá chốc khá cô cả chi. Khá chốc khá cô cả chi. Ở nhà. Chip e so. Có gì nữa? Nấu ăn. Nấu ăn là xích. Tại đây là món ăn. Dồ đi. Dồ đi ha tà. Dồ đi ha tà thì dồ đi ha. Ha gì? Muốn. Ha. Ha cô. Ha đồ đi ha cô. Hết rồi. Ship hoi. Tôi là ngôi thứ nhất thì chúng ta chỉ cần cộng cô ship hoi là được. Rồi tiếp nào. Mi lớp có cuối nào. Mi muốn uống trà ở quán cà phê vào buổi tối. Mi xin lên. Chó nhóc. Ê. Coffee shop 에서 차를
mà si cô ship po heo. Rồi, ok. Đấy, nhá. Hôm nay là hết cục giúp ngữ pháp của hôm nay rồi đấy. Tại vì hôm nay cục pháp không có gì nhiều. Về học từ mới cho thầy nhá. Học từ mới, xong rồi làm bài tập trước. Nhá. Nghe nói đọc viết, làm hết đi. Buổi sau bắt đầu luyện tập sẽ nhanh nhá. Đừng để nó chậm xì là được. Đây, bài của ai đây vừa gửi lên đây? Diệp, đúng không? Ở chế, thì đấy. Ở chế, cho nên việc pha cho mê cả mì tà do khi nên xa ram ân à. Dùng y nhá, à lúc thầy chữa thì mọi người cũng không để ý đúng không? Saram y không phải là ân đâu nhá. Diệp sợ thầy nhá. Saram y ta, chinh cu phải có dâu nhá. Chinh cu, cái gì đấy? Tôi, cái gì viết ở chuột xóa xóa này đấy? Em viết là tôi cùng với bạn bè, cả chị. Tôi và bạn bè thôi, chò ha cô nhá. Chò ha cô, chin cu có dâu này. Có cái phải chứ gì? Nên chò ha cô, chú nên tôi và bạn đấy. Và bạn bè này, xa qua, hào cố, tan kỳ đấy. Tan kỳ có bắt chim đâu, phải cộng rưng, cho cộng ưng. À, phèo pha cho này. Mà sắc thì ta sợ tôi uống táo và sa tà chứ sợ mà sa tà. Mua. Em định anh mua đấy. Mua là sa tà nhá. Vâng. Rồi, tôi đã mua cái này này ở trung tâm thương mại. Vợ mẹ Nguyệt vợ mới xong đây. Ilo gì đây? Paxomi si si hai giờ cho thầy này. Nguyệt bị sai này. À, Paxomi này. Đã đi ăn ngoài cùng với gia đình này. Cái gì đấy? Choppy là cái gì? Bulgogi hào cố, khai vi rơi cho anh mì ta. À, tôi thích cái này. Cái này là cái gì? Không biết là cái chọc là cái gì? À, cái chọc là gì Nguyệt? Đâu rồi? Biết nhiều cái gì không biết. Rồi. Món ăn của mình là ứng xích nhá. Món ăn là ứng xích. Này học rồi mà ứng xích kia bà nát cho mì ta. Rồi ok, đấy, viết theo mẫu vẫn còn sai đấy nhá. Rồi ok, hôm nay học đến đây. À, mọi người về luyện tập nghe nói đọc viết cho thầy làm trước nhá. Buổi sau viết, bài viết cũng thế nhá, làm xong gửi lên luôn nhá. Rồi ôn lên su cũng viết thầy đó. Cho ghi cả chi mặt. À, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.